hàng xóm ảnh hưởng đến nhà bạn như thế nào? Nhà trước mặt, nhà bên trái, nhà bên phải là hàng xóm ảnh hưởng lớn nhất, ảnh hưởng đến ngôi nhà bạn. Nếu nhà đối diện quá xa thì ảnh hưởng giảm đáng kể, chỉ ảnh hưởng về hình thể. Hàng xóm có thể ảnh hưởng đến vận trình của bạn. Ví dụ, trước mặt của bạn là một ngôi nhà kinh doanh quần áo, cây cảnh, hoa, màu xanh lá là thuộc mộc. Nếu bảng hiệu màu đỏ liên quan đến hỏa là thuộc hỏa. Lúc này bạn xem lại sinh thần bát tự của mình, khuyết gì sẽ là điểm cộng hay điểm trừ, mỗi ngày phải nhìn thấy. Khải toàn ví dụ, bạn sinh mùa xuân hè, cần kim thủy, nhà đối diện có màu trắng xám xanh dương, kinh doanh cá cảnh kim loại hoặc gần nhà thờ được xem là tốt. Còn hai nhà bên cạnh nếu có ảnh hưởng đến thanh sát, họ có ồn ào hay dễ chịu. Vì vậy, thời điểm dọn về khu phố này rất là quan trọng. Nếu có cơ hội, hãy gửi lời chào đến hàng xóm láng giềng. Ngôi nhà, hàng xóm là nhân duyên. Thiện duyên, nghịch duyên còn tùy thuộc vào cách nhìn mỗi người. Và chắc chắn chúng ta không thể nào chọn được hàng xóm theo ý của mình. Bạn dễ chịu, hàng xóm dễ mến. Nếu hàng xóm khó chịu thì bạn chịu khó. Đó là cách hóa giải tốt nhất khi ở khu vực không tốt. Không cần dùng vật phẩm phong thủy nào cả. Nghĩ thiện là nghĩ như thế nào? Làm sao mà nhịn được hàng xóm khó ưa? Tất cả người làm ta khó chịu là do ta nợ họ ở đời trước. Tâm khởi ý thiện, lời nói dễ nghe, gương mặt dễ mến. Bạn không tin, hãy thử soi gương vào lúc giận dữ và lúc vui vẻ xem, sẽ biết vì sao nên nghĩ thiện. Nếu bạn sân si với họ thì oán chồng oán. Sự khó chịu với hàng xóm sẽ khiến tinh thần của bạn tù túng, mất đi sự an lạc trong chính ngôi nhà của mình. Và tâm trạng của bạn có thể ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình của mình. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Hãy thử tưởng tượng, sau lưng có tường, khi ngồi cảm giác tựa vững chãi. Trái phải được bao bọc an toàn, trước mặt thông thoáng. Khi ngồi, khi nằm được như vậy cảm giác an ổn. Vì vậy, đầu tiên là khu vực, tiếp theo quan cảnh bên ngoài của ngôi nhà là quan trọng nhất. Phía trước nên thông thoáng, không có các vật thể hoặc kiến trúc nhọn xông thẳng vào nhà. Giả dụ đối diện nhà mình có một hình thù kỳ quái, có chùa miếu, cảm giác sẽ bất an. Bên Thanh Long phải bằng hoặc cao hơn bên Bạch Hổ. Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải. Tức từ trong nhà nhìn ra, nhà hàng xóm bên tay trái bằng hoặc cao hơn nhà hàng xóm bên tay phải được xem là tốt. Tương tự, việc bạn ngồi làm việc, nằm ngủ, tất cả bên tay trái nên cao hơn hoặc bằng bên tay phải. Tốt nhất hai bên nên bằng nhau. Nhà của ta nên bằng hoặc cao hơn hai nhà hàng xóm. Khải Toàn khi đi xem phong thủy nhà thường đứng bên ngoài nhà quan sát khá lâu rồi mới vào nhà. Khi quan sát bên ngoài, nắm bắt được vận trình của ngôi nhà này vài năm trước lẫn vài năm sau, biết được nam hay nữ cầm quyền. Với những người phụ nữ khá mạnh mẽ, dù đi bất cứ nơi nào, ngôi nhà hàng xóm bên tay trái cũng thấp hơn ngôi nhà bên tay phải. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào thì ngược lại, nhà hàng xóm bên tay phải sẽ cao hơn nhà hàng xóm bên tay trái. Đây là quẻ nữ quyền, hoặc người nam thiếu quyết đoán. Dù cách cục ngôi nhà bạn ra sao, bạn sống chân thiện tự khắc, sau một thời gian, nơi này sẽ trở thành mảnh đất tốt, ứng với câu người phước ở đất phước, đất phước người phước ở.